Rồi xin chào anh em, mình là Tuấn Anh đến từ B7 Team Investment đây. Thì hôm nay Tuấn Anh sẽ làm mỗi kèo có thể cho retroactive ha. Như là Para Swap. Thì vừa rồi nếu các anh chị nào đã từng làm cái con Para Swap á thì có thể là nhận được khoảng đâu đó khoảng 15.000 đô ha. Một kèo rất là chất lượng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tương tự giống vậy thôi. Nó cũng y chang như Para Swap luôn. Đó là mình cũng giao dịch ở trên các nền tảng giống như BSC hoặc là ETH ha, nhưng mà mình sẽ rút kinh nghiệm cái đợt trước. Rồi thì mình vào cái trang là matcha.xyz nè. Đó. Rồi, tôi anh làm ở đây là BSC nha. Thì các anh chị luôn phải nhớ cái từ khóa ở đây đó là người dùng thực. Có nghĩa là mình phải làm tất cả sao cho mình giống người dùng thực nhất là được. Bằng cách nào? Là tôi anh sẽ swap tôi anh định swap từ 5 tới 7 lần, 5 tới 10 lần ha. Nhưng mà mỗi lệnh từ 300 tới 1.000 đô, cách nhau cách ngày ra. Mỗi ngày làm ít nhất một vài lệnh thôi để mà mình tương tác một giống như là một người tương tác thật càng tốt. Đó, ví dụ như là ở đây tôi anh có này, tôi anh có khoảng kết nối ví và rút kinh nghiệm ở trên cái thằng Para Swap lần trước ha. Thì thằng trước nó hầu hết là nó nhận ở bên ETH là nhiều á, nên các anh chị nếu làm kiểu này á thì một á là mình làm trên BSC, trên Polygon, và ngoài ra thì mình cũng nên làm thêm của ở trên nền tảng của thằng thằng Ethereum nữa. Copy address gì đây? Project ETH on Matcha. Ok, tôi anh để sẵn khoảng 1.300 đô đây rồi. Skip. Rồi bấm vào Start Trading thôi, mình kết nối ví. Ở đây thì mình chọn là BSC nhé. Tôi anh chưa có coi ở bên bên Ethereum. Rồi mình chọn token là ví dụ như là Tether nè. Đó, I understand ha. Ở dưới là 300 đi. Đó, ở dưới là BNB chẳng hạn đó. Review order. Nó rất là dễ thôi các anh chị, dễ lắm. Các anh chị nào mà làm Paraswap rồi thì con này còn dễ, giao diện nó còn dễ dùng hơn Paraswap nữa. Nó vậy thôi. Đó, ha, rất nhanh. Rồi, new trade. Xong rồi mình đảo lại cái BNB này. Mắc cái BNB này ra. Chừa lại một ít làm phí nha các anh chị nhé. 59006 thì hơi ít à, 59 thôi. Rồi cứ làm một lệnh như vậy là 58 đi. Ok, tôi anh chừa ít một ít để pin bị làm phí luôn ha. Rồi đó, xong cứ làm như vậy là làm qua làm lại là mình được hai lệnh rồi đúng không? Đó thì cách này mình cứ làm một lần y chang như vậy là được nhé. Lần này các anh chị nên nhớ là mình sẽ rút kinh nghiệm của Para Swap lần trước đó, có nghĩa là mình sẽ làm nhiều lần, mỗi lần nhiều ngày ha, chia làm nhiều ngày. Và cái thứ hai là làm trên cả những cái nền tảng khác nữa, ví dụ như là Ethereum, ở đây có nhiều nền tảng lắm, các anh chị có thể là tham khảo hết, ví dụ như là ở bên Polygon, Avalanche hoặc là Phantom hoặc là Celo ha. Anh chị đang có coi ở cái nền tảng nào thì cứ làm hết đi. Thứ nhất là mình trải nghiệm sản phẩm xem nó có ok không. Mình không cần làm quá nhiều ví đâu, mình làm một ví và chất lượng là được. Rồi bây giờ lý do tại sao tôi làm con này á, tại thứ nhất á, là nó cũng rất là mập mờ về việc mà sẽ ra error, nó y chang như con Paraswap. Nếu các anh chị nào đã từng làm Paraswap á sẽ thấy con này nó làm cái việc đó rất là mập mờ ha. Cái việc đó mình nghi ngờ thì mình làm thôi, và nó là một trong những cái con mà hỗ trợ rất là nhiều hệ sinh thái cũng như sử dụng mượt mà nhất mà tụi anh sử dụng trên hệ sinh thái của DeFi ha, thì rất có khả năng nó sẽ error thôi. Rồi, ok các anh chị nhé, chúc anh chị thành công và nhận được nhiều error từ chương trình lần này nha. Rồi, chào các anh chị. Đó sao ta?